nhà ga nè ba, giống cái đường hồi xưa vậy. Đúng. Giờ mình đi tới, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình đi tới nhà của người bạn ha. Ở đây là Agnes, là gần Lưu Mân ha, mười mấy cây số chứ không gần dữ, mà cũng không xa dữ. Ôi sửa lại hay quá ha. Trời ơi sơn hết trơn luôn. Sửa xe. Sơn hả? Ừ, thôi thị. Sao vậy? Trời ơi nhà của Mai đẹp quá nè. Đây là bà chủ bất động sản nè. Bà chủ bất động sản gì? Nhà đẹp quá chừng luôn. Bà chủ thất nghiệp đây nè. Đâu? Coi có gì không cho mình đi làm đây nè. Đâu cần đi làm cũng có tiền nữa bà ơi. Đâu có tiền, không đi làm đâu. Ôi nhà đẹp quá nè. Sân rộng quá chừng, có cây bông màu tím đẹp quá mày. Ôi, cái bông bông gì quên, ở bên ở sau nhà mình ta cũng có nè, đẹp quá. Trước nhà bên Mai, nhà bên kia có cái cây màu tím, nhưng mà màu tím đậm nó đẹp hơn. Này thì nó đẹp. Đẹp quá, quên rồi, mình quên tên. Quá đẹp chứ mày. Rồi mà có một cây trước nhà vậy là đẹp rồi mày, đẹp quá mày. Thơm lắm, quay trồng thêm. Mai, quay Mai á, không. Mai không muốn, là tại sao, sợ người ta ăn cắp Mai hả? Không có, thôi. Tại sao? Thôi, thị đi. Ê nè, quay cái đi. Quay chơi để làm kỷ niệm chứ đâu có, không mà giường đẹp á, mình đem lên đã lắm mày, giường đẹp á, mình thích á. Ủa đây đẹp quá mày. Đây, bậy quá nhà, ai quay địa chỉ Mai, nếu như mà quay địa chỉ ai dám, bậy quá. Bông ly ở bển đem về em trồng nè. Trời ơi, nay đẹp nè mấy. Cái này là lis. Bông ly á. Ở bên Việt Nam là gọi là gì? Bông ly. Ly luôn hả? Ừ. Cái này là hôm bữa sinh nhật Mai bắt hàng xóm cho. À, còn cái này bông nãy quên quay bông hồng lắm, quay bông trồng mấy năm rồi mấy. Mới qua đây, mới dọn đây à, mới qua có mấy tháng à. Cái trồng Mai này đó hả? Ừ, mấy tuần hả? Này mới mấy tuần trồng á hả? Tương trọng, còn cái kia là kêu bằng hoa gì vậy? Ủa mà sao nó, Mai này coi cầu. Đâu? Cầu mới trồng ba màu, màu hồng, màu xanh với màu trắng đó. Cầu đó trồng ba màu đó. Mà nó chưa lên có một cây mới mua là nó có sẵn bông luôn. Còn hai cái kia là chưa mua nó mới trúng giống như là mua nó mới nở lá thôi à. Ba màu luôn hả mày? Màu hình như là màu xanh nè, cái này là màu hồng nè. Cái này Mai cũng mới trồng không? Mới trồng mà nhưng mà mới mua à, nó lên bông sẵn rồi. Còn cái này là mua là nó chưa có gì. Mày mua ở đâu vậy? Mua cái này ở Sipiu nè. Nó bán bữa đó cũng rẻ không mất. Ở đây nữa hả? À, ba màu hả mày? À Lila. Long đang lên đền rất mới. Chị Hoa góp mà. Mai mới về về đây mấy tháng thôi. Tháng 11. Quay. Tháng 11 mới đây thôi. Đó, sơn xiết tùm lum mấy cây. Wow, cái này cây gì mày? Cái này là cây apricot nhưng mà năm nay chắc apricot hả? Nó lạnh quá rồi bông nó cũng rụng luôn rồi. Quá trời đã luôn mày ơi. Ở đây có mấy cái cây hoa này nó bự quá hả mày? Bên nhà bên kia có nhà. Ôi, bự dễ sợ nè, bông này bông gì? Giống cẩm thú cầu á. No, không phải mày, không phải mình biết mà không biết tên, mình thấy này hoài à. Giống giống vậy á nhưng mà ôi, không phải. Nguyên một cây lớn dễ sợ. Ôi nhiều bông dữ lắm, mày này bự lắm. Trời ơi, nhà cô này trồng mấy đó. Quá trời luôn. Sao không trồng trái cây thì trồng bông nó không trời. Nhà mình trồng trái cây không à? Đã thôi, trồng trái cây đã. Cây này cây gì? Cây pua, nó lên nhiều lắm mà nó không ngon. Cái cây này là cây mơ nè, trái ở Việt Nam kêu là trái mơ. Đúng không? Là mận Hà Nội á. Quy, abrico là con này là abrico. Còn cây lê là cây pua. Quay, trái lê. Quay, ai tắm vậy? Không có, đang... Đỡ nhà có. Lao mấy cái cửa. Còn cây này là ai? Lên, hồi mấy năm trước lên 3.000 luôn á, đâu ăn đâu bỏ.
Tại vì nó ngon. Ôi uổng quá mày, vậy sao không bỏ trồng cây khác? Uổng quá mày. Thì quá trời mày. Ông bỏ 3 cây rồi đó. Còn này siri rồi phải không? Không, bơm á. Cái này siri nè. Siri bên đây chưa có trái hả? Không có trái, lát hồi qua bên vườn kia kìa nó có bông nhiều mà không có năm nào nó có trái á. Ông trồng siri 3 ngàn luôn mà không có lên. Ôi ngộ hết. Cây ri nè, siri nè. Bơm này ngon không? Bơm này ngon không? Cũng được. Bơm này cái cây này ở bển đem qua là thủy. Tưởng nó chết. Trời. Giời, nguyên cây bự rồi sao chở mày? Thì ổng nhờ bạn ổng á. Trời ơi. Coi. Bạn giùm. Còn wow. Cái bơm này bên đây. Bơm này ăn ngon không? Cũng được thôi, nó cũng trời chua. Cái bông qua bơm đẹp lắm nha. Nó chua lắm. Quá đẹp luôn. Còn cái này cái bo nè, ổng trồng là cái bo mới là thủy. Cái bo này ngon nè. Trồng lại nè, một cây. Dưới cây đây nè. Cây đây trồng lại. Thì mày nói không ngon. Đốn hết mấy cái cây đi, ổng mới đốn có 2-3 cây. Thì đó là mấy cái này cũ. Seri nè, ổng trồng seri. Mấy cây luôn hả? Mấy cây luôn, bên nhà em kia cũng mấy cây mà nó có lên. Hồi trước cũng có cây seri nữa mà nó có lên trái. Ông mới mua năm nay nè, ông mua cây bự luôn á. Bây giờ nó lên lá rồi đó. Bây giờ nó lên lên trái. Wow, đẹp quá mày. Seri đen á. Seri này ngon à mày. Cái đó cũng vậy, cũng seri đen đó. Quá trời. Chứ mới trồng mà. Trời ơi. Cây bơm luôn hả mày? Cái bơm này bơm Canada. Wow. Nhưng mà bơm Canada ăn nó không có ngon bằng mấy cái loại kia. Làm bánh ngon. Còn này cây gì mày? Cái cây là cây mận, toàn bộ đây là mận hết. Cây là cây best nè, best luôn. Wow, cái mì da ben nó còn ngon lắm mày. Ủa nhà mày. Hồi đó nhà mày ở bên tuốt bên kia. Đem hai cây nè. Wow, mấy cây đó ăn đã mày. Còn cây này là mận bự, mận xanh mận bự em xong đi cho giống. Ồ đã mày, cái này nữa ăn đã nghe mày. Cái này là nước mưa hả? Trời ơi, sướng mẹ chồng đỡ tốn tiền bà ơi, Mai ơi. Lo lo lo. Còn tưới nước cũng tên, không có đâu có lên. Mưa nó mới lên, có cây kiwi mà hôm nay nó có lên không nhiều thị. Đâu? À, cây kiwi trồng phải 2 cây á Mai. Người ta nói kiwi Mai trồng 2 cây mới được chứ cây nó không có lên. Không có trái. Năm rồi ông trồng 2 cây đi nhìn nữa rồi. Trời ơi, mấy người ta thuê nhà nó cũng chăm sóc nó chết rồi. Ôi, uổng quá, đây nè. Với cây kiwi mà. 2 cây, mua 2 cây về trồng. Nghe nói vậy đó nha. Ôi trồng xà lách rồi hả? Cũng lớn lớn được chứ. Lớn rồi. Ủa cái xà lách này Mai trồng xà lách loại này rồi Mai ươm phải không? Không mua cái, sẵn luôn. Cái xà lách mà loại gì qua này? Cái này lê chưa là. Lê chưa rồi bộ nó có bán hả? Sao mình thấy ở trong chợ kia không có bán cái cây con? Có, nó bán cây con hết. Rồi Mai trồng cục rết đâu? Ở bên kia. Lát ở bên kia không có dầm vườn nhiều ở đây mới nói trồng cái bên đâu kia là bên đâu nữa? Lát mình đi bộ qua bên vườn bên kia cả nhà bên kia. Cái này là mày nói trồng toàn bộ trái cây ở đây. À vậy là cái nhà cũ cho thuê rồi mà sao kỳ vậy? Hả? Cái nhà đó cho thuê mà sao mình qua được? Được, tại vì cái nhà đó đất nó rộng nhưng mà nhà nó nhỏ. Cái này ra nên đi là phải không? Mình chỉ cho người ta thuê cái nhà với một miếng đất thôi. Thì ra là vậy. Hồi nãy anh Thái nói sao ở đây gần cái nhà cũ quá vậy? Gần anh đúng đi. Rồi. Ở hàng chi ảnh nói nè. Sao? Nè dâu nè. Chị dâu. Vậy. Anh ấy sao ở đây giống cái nhà cũ vậy? Nó đúng rồi đó, này phía sau còn đi về đi. Cái này là ga đi nè, của cải hồng á. Ừ. Giờ vài bữa nó ăn được rồi. Còn ở đây là vaccine rau mùi tây. Ừ. Nhà Mai ưa trồng này lắm nha. Rau mùi tây mình nhớ hồi xưa giờ trồng nhiều lắm. À, còn này là dâu nè, dâu tây ha, mới trồng thôi. Đó. Ở bển ông đem theo cây. Ồ đã Mai có rồi. Mới lên trồng năm nay thôi mà lại lên ra. Wow máu vậy? Mai bứng đem qua hả? Ừ. Bứng rồi đẹp quá Mai, mốt nó nhảy cho mà coi. Trời ơi, mỗi năm nó ở bển nó nhiều lắm, trồng hai bên đây với bên kia. Bởi vì nó bán năm nào nó cũng bán mấy tiền. Bán được hả? Ừ. Người ta mua không? Mua, nó bán nó và nó để đâu nó bán? Nó để ngay chỗ đó qua Linh Lan nè mọi người. Gì trước mặt cái tiệm bánh mì á, nó bán. Đây là Artiso. Đồng gần trăm đồng. Artiso nè. Đã quá. Nào nó cũng bán được tiền. Artiso. Mà năm nay đâu có đồng bán. Trời ơi cây Artiso. Qua bên kia hái. Trời ơi, đi rồi ai cho vô nữa hái. Cái này là Artiso này của hàng xóm. Ồ, trồng đã quá. Ông để ổ chim, bữa chim nó vô. Dạ, bên kia nó cũng ông cũng để như vậy nè, chim nó vô nó đẻ trứng. Này thứ bảy rừng này không có làm việc hả? Giờ ông về hưu ông chỉ làm thứ hai thứ sáu thôi, chứ bảy chủ nhật ở nhà ông sửa xe, ông sơn phết, ông làm chuyện nhà. Ông chủ á. Làm gì đó. Xe có gờ mọt sẵn nữa hả? Xe ông hư rồi, bây giờ ông mới mua cái xe khác cho ông đi làm đó, xe nó hư rồi, ông đem mấy cái này ra nè để kéo rồi mọt đó thì hiểu không? Ừ. Nè gắn vào bên đây. Chú, xe đẹp quá nè mày, đã ha. Đi bá cháy ha.
Wow. Cái này OD mấy? OD 5. OD 5. Đẹp mà, đã. Bà ba vô nhà không? Đó, thầy củi này đốt là sưởi. Wow, mà anh ông xã của Mai làm trong cái chỗ củi nữa. Mai trồng đậu lan đó hả Mai? Mới mua hả? Mua nè, đang phải lan tím á. Mai trồng chỗ nào? Trồng bên nhà anh kia năm rồi đã được 20 ký luôn á. Mai ươm cây này cây gì vậy? Cây này là cây cà chua. Cây này là Mai mua. Này là Johnny mua cây cà chua 700-800 gram một cục trái á. Còn cây này là gì? Cây này là cây bí đỏ. Mà bí đỏ hồ lô á. Ông chồng nào mua 4 cây khoai lang tím, 2 cây khoai lang đỏ, 2 cây khoai lang đỏ. Và năm rồi chồng hả nó lên được 20 kg khoai lang. 20 kg luôn. Quá trời vậy. Trời ơi, sướng vậy. Ủa, nhiều lắm, bởi vì Mai khoái ăn lắm nên là kêu ông chồng tiếp. Qua nhà Mai đẹp quá Mai. Đi mang về luôn đi. Ủa vậy không có bỏ ngoài hả? Nhà mình nuôi nuôi giữ trẻ em nó ưa bỏ ngoài lắm. Bỏ ngoài thì mang chết. Tại vì biết sao ui? Không, tại biết sao không, mình á để ở ngoài đặng cho mấy đứa nhỏ nó bò. Cái gạch này mới thay ha, có cơ có sẵn. Trời ơi, nhà Mai đặt ra hết, làm hết, lại hết. Cái này Mai mới làm hả? Không được. Mai luôn luôn đi. Làm lại hết. Mai lót gạch luôn hả? Đặt ra hết, làm toàn bộ hết. Trời ơi. Trời ơi. Đẹp quá nè. Đặt ra hết, làm lại hết. Này là ở nhà mình làm hay là mướn nha Mai? Mướn ta làm, khi mình đâu biết làm, chỉ cái sơn mà làm đặt giặt. Ở cái vip ga này đẹp quá Mai. Hả? Mới đầu nó gắn mà định gắn vip kỳ vọng gì? Vip điện á. Thì sao thấy điện lên nhiều quá rồi sợ chạy không nổi nên cái này mình đặt hả Mai? Ở cái chỗ nào làm vậy? Isina. Cái làm từ đầu tới cuối. Nghe nói Isina tốt lắm Mai. Hả? Mai không biết năm đầu tiên Mai làm đó, không biết nữa. Isina tốt lắm Mai. Ừ, năm đầu tiên á. Cái kỳ zin này khoảng nhiêu tiền hết thảy vậy? Nó lấy mình nhiêu rồi? Nó lấy 13,000. Ồ, lắp luôn á. Lắp luôn là 13 đúng không? Ừ, 13. Này đồ luôn toàn bộ đúng không Mai? Ừ. Đẹp quá Mai. Cái này mà không làm casino vẹt á nhìn nó rất là hẹp nha Mai. Rồi nhà Mai trước hả nhìn nó bít bùm lắm. Làm casino vẹt. Làm casino vẹt thấy cái nhà đẹp mà rộng quá trời đẹp luôn á Mai. Không có cửa kiến nó cửa sổ bên kia. Cái này mình sơn hả Mai hay là thợ? Mình sơn. Sơn đẹp chứ vậy? Nhà đẹp quá mày ơi. Hả? Nhà đẹp lắm á. Nó sáng không? Sáng sủa mà vừa ở nhà quá đẹp luôn mày ơi. Cái bộ salon cũ bỏ hả? Mua này mới nè. Nó hư rồi. Nhà nhà của mình á mày biết sao không? Có mấy đứa nít đó cho nên nhà thì ghê lắm, không có sửa soạn gì được luôn mày. Bây giờ hiện tại chưa có làm gì được hết trơn á. Mình mà trưng bày nó phá, nó đụng đổ của mình nên nhà mình á bây giờ hồi đó cứ như sao cứ để đại vậy rồi khi nào về hưu rồi tính. Chứ bây giờ sửa nó cũng trời ơi nó vô quá. Với lại sửa gì có mít mình đặt viện mà xong sửa được cả nó ở đâu. Đúng rồi, với lại mà ví dụ nhà của mình mà để giống như Mai, ví dụ như cây cối lum nó lợi nó bứt nó phá tùm lum hết rồi Mai ơi. Ừ. Chừng nào mà ấy nữa quay thì mới dẹp dọn. Ở nhà mấy phòng? 3 phòng. Ồ đã dễ sợ luôn nè. Rồi đẹp lắm. Thôi quay tới đây thôi được rồi đó. Quá đẹp. Nhà đẹp lắm nha. Mai cái cây này cái gì đẹp dữ không Mai? Hả? Cây này nè. Cái cây này cũng biết kêu bằng cây gì nó đi nè. Men này hồi bữa em của Long đi đợi ăn cơm á là cho. Đẹp lắm Mai. Không có cái bình á, để cái bình. Manifisa. Cây này đẹp lắm. Lâu chưa? Mới đây đi hồi 30 tháng 3 là em cho đó. Cái này dễ trồng không ta? Không biết nữa, thấy cũng lạ lạ đó. Rồi kêu tưới ít nước thôi, tưới ít nước. Nhà của mình mà có con đít á, cũng phải chọn cái cây nào trồng đừng có chất độc á. Hồi buổi nó hái nó ăn cái mình cũng tiêu nha. Bởi vậy đừng phải để ý mắt đó. Đó, bởi vậy mới mệt nó, lắm. Để nhìn nó, rủi nó ấy gì ra mặt công mình. Cây mai nè, cây sơ ri chứ phải cây mai. Đẹp quá Mai. Cây sơ ri á. Mai mua ở đâu vậy? Trong ri nè, ông hái cây sơ ri ở trong rừng. Cây sơ ri á là nó còn tươi luôn. Này cây sơ ri rừng. Ừ, vậy á, bây giờ mày gắn bông giả lên. Mai giả. Hay vậy trời. Gắn lên á. Ôi, đã quá Mai, Tết có cây mai. Tết á, tới giờ luôn, để luôn á.
Rồi Tết có cây mai này vô nha. Đó, mà cây sơ ri trời. Ủa bông mai mình mua ở bển á hả? Thì Việt Nam. Mua bên Việt Nam thì cái mình đem mình gắn qua hả mày? Mình gắn vô. Ồ. Ồ đẹp quá mồi. Mốt bắt trước Việt Nam mua mấy cái này đem qua. Cái bông cây, giả đó. Cái cây thì cây thiệt, cây sơ ri. Cái lên lá mà thì thấy không? Thấy rồi. Bây giờ riết giờ nó héo rồi. Vậy chắc nó chết luôn không? Chắc nó chết rồi, tới thời kỳ về. Và từ Tết đến giờ tháng 2 đến giờ, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Ông thấy tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là cũng được 3 tháng mấy. Cái này là lò sưởi, nhà có lò sưởi đổ tốn tiền quá đi. Ha. Nhưng mà bây giờ đẹp á, nhà đẹp lắm. Nó đẩy vậy nè, nặng quá là định thai á thì mà sao thai phải đặt ra hết. Nhà của mình á, có lò sưởi á, đỡ có một cái nhưng mà hốt tro hơi bị cực kệ. Cũng đâu có sao đâu. Phần mới làm giờ hút trong lần với lao kiến. Cực lắm. Với lại quá đẹp. Cái này là mở nó hơi nặng nên là chắc là phải thay cái cửa mở bên hông về cho nó đỡ. Nó đỡ đau. Đẹp á. Được rồi. Em thiêu nha tỷ, em thiêu tay á. Ồ. 8 tháng mới đưa được của chân đó. Nhiều tiền. Mày mua 800 đô la. Kỳ dữ rồi mày. Dạ. Trời ơi, mua bức tranh 800 đô la đúng là đại gia. Tranh thiêu quá. Quy mà tại vì đại gia mà. Dạ, đồ bỏ. Trời, đồ bỏ gì thỉ. Nói mắc á, nhưng mà cũng mắc bụng mua không cho người thích á. Ôi, trong đi chơi sang lắm ạ. Phòng của nó hơi nhỏ, bên đây phòng nhỏ hơn phòng nhà bên kia. Không mà dễ thương mấy ơi, dễ thương lắm mày. Ừ, được ha, đẹp lắm mày. Nó nhỏ nhắn xinh xắn gì dễ thương rồi mày. Tại để đồ cũng nhiều lắm mày. Tại vì cái tủ này nó đồ đặt cái tủ này tủ mình thôi nó chiếm qua chiếm chỗ. Cái này có sẵn hả? Không có, cái này là mình mới đặt. Đúng mới luôn đó, nó cái này quá lớn. Mày mà làm cái tủ lớn quá vậy? Nó đòi á, quý. Đây phòng ngủ của hai ông bà. Mày mua nhà này đẹp quá mày, đây là nhà tắm. Này nhà là nhà tắm toilet đồ đây hả mày? Toilet đây nè. Đây là phòng của Mai ha. Phòng Mai đang đi. Cái này toilet bên đây. Đâu? Toilet đây. Wow, vừa dễ sợ luôn ta. Toilet đẹp mà mày. Đẹp 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 lắm á. Rồi đây nhà tắm cũng quá trời rộng luôn. Nhà tắm rộng lắm á. Nhà tắm rộng ghê luôn á. Nhà tắm rộng lắm. Nhà tắm rộng quá chừng luôn. Mới tinh không? Này mới làm ha, cũ à. Hồi xưa giờ làm lại hết. Nhà phá làm lại hết. Hồi trước ở đây là bồn tắm á. Mà bồn tắm. Xong rồi cái đi bị rò rỉ á, xong rồi sẵn. À, bị rò rỉ nữa hả? Rò rỉ bên qua tới bên nhà bếp luôn á, nó bị thấm á, nên là đập hết tường. Ôi, làm lại, làm lại tường đó luôn. Ồ mướn mắt tiền dữ không này. Ờ cũng cái nhà tắm không nó làm nhiều à. Bữa là cái này mình mua ha, cái này mình mua, cái này mình mua, nó chỉ lắp lắp cái này thôi, chỉ lắp cái này thôi, mấy cái này mình mua nè. Quay khoảng nhiêu? Nó lấy 5,000. Mình mua không, cái này mình mua mắc không? Cũng không mắc à, mấy cái này mình mua không mắc. Vậy mình được mua hả? Ngộ vậy, mình được mua hả? Không mà mình được mua hả? Mình tưởng đâu là kêu nó làm thì nó sẽ mua đồ cho mình, nó không chịu mình mua. Đâu có, mình mua cũng được. À được, vậy là ngon rồi. Cái này là nó mua nè, cái này là nó mua nè. Cái này nó mua, còn lại mấy cái tủ này là mình mua không đó. Rồi ở đây nữa nè. Ủa, mình lắp nè, ở đây là học trước. Đã rồi, nhà đẹp quá à. Nhà bên kia mà đem qua. Ờ, mình để hờ thì chứ bỏ chi. Nấu đây nhiều lắm á. Ồ. Nhà của Mai xài ga hay xài điện? Xài ga. Ú đỡ à. Không mà cái đường sofa là ga đúng không? Sofa bằng điện. À sofa điện sao không làm ga luôn? Không, tại vì nhà này trước giờ. Còn đây một phòng nữa phải không Mai? Một phòng, phòng thứ ba. Phòng đó phòng thứ ba. Ở đây phòng thì hơi bị nhỏ nha Mai. Ừ và giờ. Nhưng mà cũng vừa đủ ở rồi, mình thấy cũng xinh xinh dễ thương lắm. Đẹp. Đẹp lắm. Coi bức tranh đó, biết bức tranh gì không? Nữa. Cái này cũng ngàn đô la hả? Có, bức tranh này có 4 triệu hả? Ôi trời ơi. Trụng Mai làm gì mua tranh qua dữ vậy trời, sưu tầm tranh dữ vậy trời. Trời ơi, trong đi dùng tháng 4 triệu, còn bức tranh trên đây nhiêu? Tranh này mua Đà Nẵng lâu rồi, không nhớ nữa. Mua lâu rồi. Mai về bển đi du lịch dữ lắm hả? Ờ, cũng đi chơi. Đã hen. Cái tủ này trước bên phòng Mai á, đem qua hết bên đây nè.
Wow. Thủ này mấy cái thủ nhỏ vừa cộng cộng. Đã ha. Nhà đẹp quá trời luôn, mới tinh luôn, mới sửa lại mà trong nhà nè. Quá đẹp. À, nhà của mình từ đó giờ không có thai, không có khỉ gì hết, có thai cửa. Lúc trước nhà Mai mua cũng đâu có sửa đâu. Cái xong rồi cái không, đây làm màu trắng rồi xanh xà, trắng đẹp lắm nha ba. Đẹp lắm á. Cho ta thê. Đẹp xong á. Rồi cái kizin làm lại hết hồi đó, đây là không phải u vẹt nha. Nhà nó đắp á anh á. Trước có nhà em ở đây nè. Em mới phá từ đó tới đây. Từ qua tới đây luôn. Để mấy cái mông tô rồi đó. Cái này placa để mông tô. Mình đặt vậy, vậy là mình thấy cái nhà đó chặt rồi nha Mai. Thế à? Đúng rồi, nhà đó tôi nè. Ừ. Anh thấy biết là cái này là cửa sổ á nhà. Không phải cửa kính đâu, mình đặt ra luôn. Đặt ra. Mình làm cửa kính. Cửa sổ á, vô tối đó. Bởi vậy phải đặt ra làm cái này trước. Phải cái này là... đặt ra thì mướn thợ chứ mình không làm không ai. Đặt mướn thợ. Mướn thợ chứ. Mướn thợ như không á, thằng này nó trung chuyển mình đâu biết đâu. Ừ. Cái này thợ làm hết, mình chỉ sơn là mình sơn. Mình làm lấy bà chủ. Bà chủ bất động sản. Trời ơi. Giàu lắm. Bà chủ vậy giờ thất nghiệp muốn chết. Thất nghiệp chứ em nó vẫn giàu. Đi làm nó kiếm thêm chơi. Mất cỡ bởi vì giờ tại vì không có khỏe nên là nghỉ vậy chứ. Ở nhà. Đẹp á. Quá đẹp. Đẹp lắm. Nè, đẹp lắm. Thôi nha, thấy thấy à. nhiều tủ lắm á. Chúng ở cái kitchen của Lego Mạc Lăng cũng làm mấy cái này nè. À, đúng rồi, là Lego Mạc Lăng nó cũng có hết, ở đâu cũng có. Này là Isina. Này đẹp lắm. Isina nó làm. Isina làm đẹp á. Cái này là không phải bằng đá đâu nha. Đá mắc tiền lắm. Có tiền đâu. Này này bằng cái này là gỗ. Mình giữ ở đó nè. Cái này cũng là tủ luôn nè. Ừ. Isina. Thì chỗ để tùm lum á, nên là mình phải giữ đó. Mà biết sao mình nó lại không thích kizin nô vẹt, nấu nướng nó bay mùi, với lại mình làm gì người ta cũng thấy. Thôi mà nó xóa không, nhưng mà bay mùi thiệt, nhưng mà nhà rộng thì chắc không sao nè. Thử rồi đó. Ôi, dễ thương quá em. Tổng ba si 13,000 13,000 hết tổng tập luôn. Mình có để thuốc mình để còn sao không? À, ở Đức qua hả? Này là để mình mở cái tủ này. Cái bàn này kia đó nó lọc á, nó nhập từ Đức á. Này mình mở cái gì hả Mai? À, xoay. À, đó, ok, wow, đã ta. Mai lại đó mai lựa hả? Mình đi cũng nhiều cửa hàng, mình coi mô đen á, quay đẹp á. Bắt đầu cái mình rồi coi cái đây nào hợp, cái mình gắn chút cái này cái này cái vô thành mô đen của mình. Rồi. Cái này thì mấy cái tủ đựng. Mai có nào mai trả giá không mày? Thì nó nói tổng quát vậy đó, thì mình nói bây giờ bớt gì không? Nó bớt không? Nó bớt được chút để rác. Bớt nhiều không mày? Không. Mấy 100 hả? Mày không nhớ nữa. Đó, cái này là bếp, mấy được chén. Ừ. Đẹp lắm. Cái này là phua, đi khô. Này cũng giống giống của mình. Rồi mà. Đẹp. Làm đẹp á. Isina. Isina. Ở bên cạnh là Lưu Bon Mạc Lan, bên cạnh trang đó cũng có. Đúng rồi, gần nó đối diện Laura McLaren. Thì em á, em làm việc cái chỗ ở ngoài Ozone, gần Ozone á. Mày rửa rái thì ở đây hả? Rửa đâu ai nè, ớt nè thị. Mình tưởng nó tê lê. Hoàng Phúc nè. Wow, đẹp quá mày. Rồi, coi cái ớt đã với sợi chưa? Mở đèn gì? Cái máy hút hơi. Đèn để nấu. Mình tưởng nó đó, thì... mình tính tivi nãy giờ mình tính nói sao tivi á để này, cái này còn magic hơn á. Đâu nha, không có đèn á. À, đã cây à. Đây còn tủ nè, bên đó cũng tủ nữa đó. Đây nè, tủ nè thì giống như bên kia vậy đó. Đúng. À, giống đấy, như luôn nhiều tủ dễ sợ luôn ta. Ê anh Thái, đúng rồi, ở đây là nhà gần ở bên gần cái nhà cũ. Lát mày qua phía sau còn cái nhà kia phía trước. Rồi, nó gần xịt. Em dọn hồi nhớ vô anh nhà ga là ấy anh Thái nói ủa này qua nhà cũ hả? Đúng rồi, gần xịt à. Con Mạc Lan rồi luôn. Để làm cái gì? Để làm placa. Placa. Nhưng khi phát hiện được thì cái placa là cái ổ cắm điện này nó ở trong nên là bất tiện quá. Mình thọt vô à. Bất tiện khi mình đi về mình mở cửa thì bất tiện quá. Cái bạn nó mới nói chứ bây giờ mua đen giờ ai xài placa gì nữa.
cái đó xưa rồi. Bây giờ người ta mua những cái để dài, để mang tô gì nè, thì nó mua đen hơn. Là vậy thì mình vô mình mở đèn được. Đúng rồi. Nhưng mà cái cửa bây giờ nó còn nằm ở bên kia, đặt một cái cửa mới luôn. 866 rồi giờ sao? Giờ đang bán không tới nửa giá nữa, không ai mua hết. Tại không khớp với người ta, người ta mua chạy. Không khớp, đúng rồi, nó nói đúng rồi đó. Cái cửa nó... Quê, chừng nào quá. Mà người ta cần cái người ta cái niveau của người ta nó dậy rồi sao, người ta khó bán rồi nha, khó bán. Uổng quá mày. Thì bởi vậy giờ đâu biết. Quá uổng mày. Giờ để cho... Ôi, 800 euro hả? 866. Đây là một cái ga ga đựng xe mà nhà kho nó rộng bao la luôn. Cái nhà kho. À không? Đây rộng quá nè. Qua đây cái ga ga mô tô, nó ổng là mê mô tô. Ở đây thì hơi xa cho con cái thôi, chứ còn nhà mình là Vin. Nhà mình là nhà ở Vin, ở phố. Ở đây gần trung tâm Atna không? Sân thờ Vin đó. 700 mét. Ô gần quá vậy. Bởi vì nó đi bộ ra ngoài lên đi, nó đón xe buýt đó. Đã vậy. 700 mét. Ở đây không có xe buýt sao mày? Phải đi bộ 700 mét. Ô. Cái đường này, đường này hả? Mà đi xuống nữa là nó đụng xe kêu văn cắt cơ. Nhà mai đẹp lắm. Quá đẹp. Năm nào á mình ở khu này á gần xe kêu đó, nên là nó cũng cho hai cái vé đi kêu văn. Ở đây là gần ngay chỗ đua xe 24 trên 24 á. Ở đây là gần sát cái sân đua của các loại xe trên thế giới á, diễn ra hàng năm á mọi người. Cái giải đua xe Circuit Vancouver du Mont á, nổi tiếng trên thế giới luôn á nha mọi người. Cái khu này cũng yên tĩnh lắm nha thấy. Mấy người yên tĩnh, nhưng mà có một cái nó Circuit Vancouver chạy hoài à. Thì có một tuần thôi, có một tuần thôi, ồ tuần thôi. Chưa đây. Từ tháng 4 đến tháng 9, tháng 10 mà. Nhưng mà nó tập hoài. Gió thổi thì theo hướng gió nữa. Ở đây nhà trệt không ta? Rồi, ha, thường á. Tại vì này không có lầu. Ở bên Pháp á, cái giá trị của cái căn nhà đó nó phụ thuộc vào cái nơi, cái khu mình ở nha mọi người. Ở đây thì nhà rộng, đất rộng, nhưng mà giá cũng phải chăng, không có rẻ mạt ha. Và ở đây á, khi mà mình mua nhà, mình cái giá tiền của cái nhà đó đó, nó phụ thuộc vào diện tích của cái căn nhà, chứ không có phụ thuộc vào cái diện tích của cái khu đất, khu vườn của cái nhà. Chẳng hạn như một cái nhà mình đi mua mà cái nhà lớn hen và cái đất nhỏ, nó vẫn mắc hơn là cái nhà nhỏ mà miếng đất rộng nha mọi người. Ở đây Thủy đi bộ lên là ngay cái ga. Trong ga tới ngoài trung tâm. Lên à, ok ok. Đi ra nó nãy ga. Có cửa hàng con rồi, có cái mẹ xanh rồi. Mấy quán bar rồi. Bởi vì sáng là nó đi bộ đường này nè. Cũng quá xa. Hồ tên là Vin á. Đi chừng 10 phút là tới trường. Là bà chủ nhà này nữa nè. Bên kia thì cho thuê đó, cái nhà khúc trong đó thì cho thuê, còn ở đây là của Mai, còn thuộc quyền sở hữu của chủ nhà. Trời ơi, quá trời củi luôn. Dạ. Bán không? Có bán không? Nhiều người hỏi quá, quen á, nhiều người đi ngang tưởng ông bán, thấy nhiều củi. À, mình tưởng bán rồi, luôn ông chứ. Đâu bán nữa đâu. Để bán không bán chứ thôi, tao hỏi hoài. Tao hỏi hoài. Xuống ở nhà gì đỡ tính tiền quá trời luôn. Đã ha. Ôi là la coi này, quá trời củi nè. Ông xã Mai làm ở trong rừng á, về bên củi anh chở gì quá trời luôn nè. À, coi Mai trồng đồ nè. Đây là cái nhà cho người ta thuê nè, đúng không Mai? À bên kia nữa hả? À quay tuốt trong kia nữa, đúng rồi. Bộ đất gì mà bự dữ. Ô Mai trồng, à hành lên rồi nè. Bữa Mai than giờ lên rồi. Cũng hành tím á, không phải cũng hành lá đâu. Ủa vậy hả? Cái này là cây gì vậy Mai? Đó, đậu hà lan. Ây chết chết đậu hà lan. Đậu hà lan cái này. Đây ổng Ủa Mai trồng ơi sạc lót hả Mai? Ủa trời ơi, nhà Mai ăn cái này nhiều lắm. Trong đi mà nhiều lắm. Như nấu cơm á, làm đồ ăn á cũng sử dụng. Ờ. Ăn
hành tím, củ hành tím nè. Đúng rồi, anh thấy nó đúng rồi đó. Còn nhà bên lên. À nhớ rồi, nhớ rồi Mai ơi. Còn đây cái gì giữa hơn đây vậy? À, cà rốt. Cái này ông trồng bắp cải nè, su nè. Bắp cải bắp, rồi bắp cải bông. À. Bắp cải bông xanh, bắp cải bông trắng. Rồi cải bắp. Cái này cà rốt. Ồ, sao? Ông giỏi quá trời. Cái này là khoai lang tây. Ồ, còn này. Còn cái này là phải biết thì biết gì không? Không. Là củ rét á. À, mốt củ rét. Nằm dưới á, mốt á. À. Sợ lạnh á, ông trồng lại. Rồi cái kia là... Này là khoai lang tây. Khoai lang tây nè, trồng tới đây. Ồ, quá trời củi luôn nè. Ừ, đó. Sao nhà Mai nhiều cái xe này dữ vậy Mai? Ba cái, tại trước cũng đi bán củi. Quá trời luôn, mốt bán cũng khẩm tiền à. Tiền gì nó hư hết trơn rồi. Ông phải có nhiều để ông đi giao cho người ta. Bây giờ còn bán hết? Hết rồi, chỉ có mấy người quen. Ông ở đây là gì Mai? À, cà tôi mát rồi ba. Coi trồng rồi ba. Đang ươm hả? Trồng chứ ươm gì? Trồng rồi. Mình mua sẵn luôn á. Ôi. Mua sẵn luôn. Còn cái kia cà tôi mát anh Thái biết. Ôi, củi quá trời củi. Của em á, cho cái giống á. Cái tomat nó bự vậy nè. Đã mày. 700 đồng. Ông Dương Ly á, ông trồng tomat rất là hay. Cái, quá trời trái luôn. Tomat ta gọi là cơ đà bóp. Ông xã Mai trồng rất là hay tomat. Nó bự hơn cơ đà bóp luôn, 700 cho. Người dữ vậy. Ôi, cũng nằm lên ăn không hết luôn á. Quá trời vậy. Ôi, hành lá thì gầu quá ha. Nó chưa đâu. Nó lên hú rồi đó. Đang hôm bữa trồng cái hộp hành nó lên lý tí lý tí nè. Cái này là hộp mới mua năm rồi. À hành này lên lý tí nè. Là hành lá đó. À Huy. Nhà Mai ăn hành lá dữ lắm. Đây, tại Mai ăn là Mai nhổ phải không? Mình ăn lá thôi. Ăn hết luôn. Mai nhổ nguyên củ của mình chỉ ăn lá. À nhiều quá Mai. Hay sao đi đằng kia cạnh nó lên bông nhiều lắm á nha. Ê, rồi có trái không? Có trái không? Được ăn hết seri đây luôn nè. Sao không ăn? Mà nó có lên đâu, nó bị sâu rầy rồi nè, nó bị chim ăn hết. Có nhiều seri quá. Cái này trồng trước cái cây seri nhà bên kia. Quá trời. Cái cây này hồi kia buộc con chó. Quá trời củi luôn. Để dành củi đằng xong đốt lò sưởi mùa đông á. Quá trời luôn. Vậy. Vậy. Quá trời. Cỏ dày nó mọc đúng rồi. Thấy ông đang làm gì xin cái chỗ của ông. Ông giỏi quá. Sao ông chồng Mai giỏi vậy? Rung ly giỏi lắm. Đất á, nó năm nay mưa nhiều quá, ẩm ướt quá, không trồng được. Bây giờ nó khô. Cái quá trời tốt. Rồi có không? Có lên không? Thôi cực lắm mày ơi. Mệt. Hồi nãy giờ mọi người cũng đã xem qua ngôi nhà của bà người bạn mình ha. Thì bây giờ mình xin được kết thúc video đây nha. Thì Thủy xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Chỉ còn một khách hàng gần đi quen, ta năn nỉ quá thì ông dựng là thôi. Quá giỏi, quá giỏi. Giờ đi về ha. Mình thấy xe mình hơi sợ nha. Lăng xe có bữa kiếm thân nó kia kiếm chồng.